狂乱的风吹来，我会风合唱，你出现就能把夜空点亮。不管我们的未来会怎么样，我悄悄为她订美丽的妆。你的快乐是我唯一的能量，我希望每一秒元气满满。穿着精挑细选的情侣衣裳，我们是行走的浪漫。让我待在你的身边，看星光点点，每一次呼吸都变甜。跟着流星划过天边，我们许个愿，每天都有心动感觉。Nhân duyên đại nhân xin dừng bước. Tập 19. Nhìn bộ dạng phơi phới xuân tình của Quỳnh kìa, kiềm chế chút đi. Nếu Quỳnh đã khôi phục lại thì đừng quên làm việc chính. Ta nhớ mà, ta không hề thấy thế. Nhưng ta đã nghĩ đâu vào đó cho Quynh rồi. Nếu Quynh có thể giải quyết tình trạng hỗn loạn nhân duyên, thì có lẽ thiên đế sẽ cho phép Quynh ở lại trần gian. Dù bây giờ Quynh và Tiểu Nhã mặn nồng hơn nữa, cũng có ngày chấm dứt thôi. Mấy hôm nay ta đã nghĩ, muốn giải quyết nhân duyên hỗn loạn thì phải bắt đầu từ gốc rễ. Gốc rễ cây hồng loan. Sao đột nhiên lại muốn cứu cây hồng loan vậy? Chẳng phải chàng nói tiên pháp cũng vô dụng sao? Giờ khác rồi. Trước đó dùng pháp lực có thể trồng ra qua sinh tồn, lần này chắc chắn cũng có thể cứu cây hồng loan. Tiền đồ rộng lớn. Cuối cùng công tử cũng ra ngoài rồi. Người định đến nha môn sao? Ở trong phòng mãi thấy hơi bí bách. Công tử thông suốt rồi đấy. Thiên hạ đâu thiếu cỏ thơm. Là của người thì vĩnh viễn chẳng thoát được đâu. Tiểu nhân đang thương người thôi. Đường đường là ngự sử Hồng Loan Đài, còn sợ không tìm được mối liên duyên khác sao? Tiểu nhân xin thề với cây hồng loan. Công tử, cây hồng loan sống rồi kìa. Các ngươi đang làm gì vậy? Cứu cây. Ngươi đang chặt nó thì có. Không đúng. Rõ ràng ban nãy tiểu nhân thấy nó phát sáng mà. Ngươi nhìn nhầm rồi. Không hề. Giờ có cách nào cứu giãn lại không?
Mà nghĩ cách đi. Nếu bị người khác nhìn thấy thì tiêu đời đó. Nguyễn Nhan Nguyệt Dương, đã có mấy người tố cáo các ngươi phá hoại cái Hồng Loan. Kẻ nào làm? Ta. Ta chỉ muốn cứu sống nó thôi. Nếu cứu được thì đã cứu từ lâu rồi. Cô đi động vào nó làm gì? Ít ra có cây khô ở đó, người dân cũng có cái để hy vọng. Giờ phải làm sao đây? Lưu Quyền lệnh. Dạ đại nhân. Thì chức là cái phiền phức cho ngài rồi. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, có quán than cũng không thay đổi được. Tạm thời phong tỏa sau núi, không cho ai đến gần. Sở chưởng quầy, mấy ngày tới cứ nghĩ thêm cách cứu vãn đi. Cứ làm theo lời đại nhân vậy. A Tĩnh, đưa người đi phong tỏa núi. Dân, quan phủ phong tỏa sau núi rồi, không cho ai vào. Chuyện xảy ra sao vậy? Hình như để nhất mây mối chặt rất nhiều cành cây Hồng Loan. Để nhất mây mối điên rồi sao? Các người biết gì chưa? Chuyện vậy của để nhất mây mối điên rồi, hắn chặt đứt cây Hồng Loan. Tại sao? Lần này hỏng rồi, cây Hồng Loan đã chết, phá hết phong thủy, phạm phải kiên kỵ của thần nhân duyên, chắc sẽ gặp quả lớn. Giờ khắp phố đang đột ầm lên kìa. Nghe nói A Tĩnh không sẽ bị gặp quả, không được hạnh phúc đâu. Người của để nhất mây mối là xấu xa. Độc thân vô tội, độc thân vô tội. Độc thân vô tội. Độc thân vô tội. Độc thân vô tội. Hưởng mãn kiếp độc thân, rạng danh từ đường. Độc thân là vinh quang. Độc thân vô tội. Độc thân vô tội. Ta còn tự để giúp mây mối có thể lập lại trật tự, thì ra chỉ là tiếp tay gây quả. Đi thôi, chúng ta tới đó xem sao, xem họ giải thích sao. Đi thôi. Ra đây đi. Ra đây. Ra đây đi. Đừng chen nữa. Đừng chen. Đừng chen mà. Đừng chen nữa. Ra đây nhanh lên. Ra đây. Mang ra đây. Đừng chen nữa. Ra đây đi. Mang ra đây. Mang giải thích cho bọn ta. Có giỏi thì ra đây. Mang ra đây. Ra đây đi. Ra đây. Mang ra đây đi. Nguy hiểm quá. Để ta đi cho. Tiểu thư không thể đi được. Đúng vậy tiểu thư, giờ ra đó là nộp mạng. Nhưng mà ta phải có cách giải quyết cho mọi người. Hay là trả hết tiền cho họ. Chuyện này dùng tiền cũng không giải quyết được. Tại sao? Lý tiểu thư gà mỹ nhất ở đây là con gái của Lý Quận Công. Lý Quận Công và Quyện Nha khác đang trách cứ Quyện lệnh. Sự cố lần này khiến vấn đề nhân duyên trong Thành Nguyệt Dương nghiêm trọng hơn. Giờ bất kể về công hay tư đều không phải là chuyện nhỏ. Vậy phải làm sao? Việc cấp bách bây giờ là trấn an lòng dân, rồi mới nói chuyện khác. Dân Xuyên, huynh có cách gì không? Giờ ngoài kia đều đang đồn thổi Thành Nguyệt Dương đã bị trời phạt vì để giết mê mối. Vậy thứ tư sẽ không bị bắt đi để trấn an lòng dân đó chứ? Nếu bắt ta đi mà giải quyết được vấn đề thì đơn giản mà. Chúng ta đi thôi. Không được. Người phá cây Hồng Loan là ta, mà người họ muốn tìm cũng là ta. Chuyện này không liên quan tới chàng. Chàng không được đi. Yên tâm, chỉ là hình thức thôi, làm ra dễ với dân chúng và quận công ngoài kia. Tuy quận công là họ hàng xa với hoàng tộc, nhưng lại có ơn với hoàng thượng khi người còn nhỏ, nên không thể không nể mặt. Để ta vào đại lao đi. Có lẽ vài ngày sau có thể soi dịu phẫn nộ của dân chúng. Nàng và Lý Phủ nghĩ cách xem tiếp tục cứu cây Hồng Loan thế nào. Đi thôi. Ra đây đi. Ra đây. Tránh ra. Sao lại bắt quân ấy? Nhất định là Thượng Quan Nhã giở trò. Các người phải bắt Thượng Quan Nhã. Đúng vậy, sao lại bắt hắn chứ? Bắt Thượng Quan Nhã đi. Mà bắt Thượng Quan Nhã, cái Hồng Loan do ta phá hoại, ai làm người đó chịu? Bắt Thượng Quan Nhã đi.
Người đang bắt là Thượng Quan Nhã. Thượng Quan Nhã đâu? Bọn ta muốn Thượng Quan Nhã. Tránh ra hết cho ta. Dẫn đi. Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã ra đây đi. Thượng Quan Nhã, giao Thượng Quan Nhã ra đây. Lão gia, tiểu thư, làm sao đây? Đám người đó vẫn túc trực ở ngoài kia. Ức hiếp người quá đáng. Con gái, hay là thế này đi. Chúng ta đổ hết mọi chuyện cho Sở Diệp. Như vậy ít ra còn đảm bảo được an toàn cho chúng ta. Cha, sao cha? Sao còn vào đổ bìm leo? Ta chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi, con nhìn xem. Bá phụ, tiểu nhã, ta thấy mấy người gây sự bên ngoài cũng không đi ngay luôn đâu. Hay là đến chỗ ta ở tạm mấy ngày đi. Dân Xuyên, vậy thì làm phiền ngài rồi. Mà đi thu dọn đi. Nhanh, nhất định phải nhanh lên. Nhanh 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 nhanh. Nhanh lên nhanh lên. Vậy Dân Xuyên, cha với tổ mẫu tạm thời làm phiền huynh rồi. Ta đến Quỳ Nha ở. Quỳ Nha vì Sở Diệp sao? Ban ngày đại lao canh chuyện nghiêm ngặt, ta không tiện dẫn cô đi. Đến tối ta sẽ đưa cô đi thăm Sở Diệp. Cô yên tâm, ta sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không để cô nấy chịu ở mức đi. Không sao, ta cũng không lo cho chàng ấy. Nếu chàng ấy muốn ra ngoài thì ai ngăn được chàng ấy? Đúng nhỉ, cô nấy là thần tiên mà. Cái ta lo là làm sao cứu cây hồng loan. A Tĩnh, cô có biết ghi chép trong huyện những năm qua đâu không? Cô cần ghi chép làm gì? Cái hồng loan quan trọng, với thành Nguyệt Dương như vậy, không thể là không có một chút ghi chép nào được. Tìm thấy những sách đó là có lẽ tìm ra được cách cứu nó. Ta nhớ ra đâu rồi? Ghi chép thành Nguyệt Dương. Quả nhiên có ghi chép. Lúc trước quyền lệnh chia cản trở suýt nữa đốt mất, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Nhiều quá. Chuyển về nhà từ từ tìm đi. A Tĩnh, được. Vẫn chưa đi à? Ghi chép về cái hồng loan mỗi năm một khác. Hơn nữa có năm còn không ghi chép. Ta phải tổng hợp lại. Vất vả quá rồi. Lúc cần nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi. Không được, không tìm thấy trong lòng ta không yên tâm. Không được để họ hiểu lầm Sở Diệp. Ta thật ngưỡng mộ Sở Diệp. Dân Xuyên, xin lỗi nhé. Chúng ta... Tiểu Nhã, muội đừng hiểu lầm. Ta không có ý gì khác. Ta nhìn thấy cảnh cả thành bừng sáng mà hắn tặng muội, là ta đã hiểu tấm lòng của hắn.
muội sẽ vui vẻ hơn là ở bên ta. Thế nên muội không cần xin lỗi. Ta cũng chỉ mong muội vui vẻ. Nếu mà thực sự thấy có lỗi thì mọi mau chóng nghĩ cách cứu cây hồng loan đi. Nhân duyên cứ tiếp tục hỗn loạn, e là thực sự không cứu vãn được nữa. Ta tìm giúp muội nha. Ca, quên xem, đồ nhắm ở đây ngon đấy. Phải, uống nhiều vào. Được được, hôm nay không bận không sao. Giỡn đủ chưa? Hồn bay đi đâu rồi? Ta đã tìm thấy tiên hữu, xem có cách gì cứu cây hồng loan không. Nếu tiên thuật có thể cứu sống cây hồng loan thì cũng không cần quên xuống trận một chuyến. Ngươi biết những gì? Ta không biết, nhưng ta thấy cứu cây cần dùng cách của nhân gian, tiên thuật không cứu được. Nghĩ xem thêm có cách nào khác không. Đúng rồi, ngươi ra ngoài giúp ta nói với Tiểu Nhã là ta đem một thứ đồ, bảo nàng ấy không cần lo. Quynh yên tâm, Quynh vừa đi lập tức có người đến thay Quynh chăm sóc cô ấy rồi. Hứa Chân Xuyên, non trẻ, quá non trẻ, nông nổi quá rồi. Ta phát hiện ra rồi. Trước đó trong sách ghi lại nhiều cách ghi lại như thế này. Thực ra chỉ có 3 điểm: đất tốt nhất, phân bố tốt nhất, với người làm vườn giỏi nhất. Nói vậy thì điểm thứ 3 sẽ dễ tìm nhất. Tất nhiên rồi, Quynh có quan chức, thế nên việc tìm người làm vườn phải làm phiền Quynh rồi. 2 điểm còn lại bọn ta sẽ tự nghĩ cách. Được, giao cho ta. Chàng ra ngoài rồi hả? Tiểu Nhã, chúng ta về nhà. Chàng không đánh người đó chứ? Đánh người là phải đền tiền. Thiên hạ đệ nhất mai mối. Chàng làm gì thế? Ta với Dân Xuyên đang bàn chuyện nghiêm chỉnh mà. Hắn tìm nàng thì có chuyện nghiêm chỉnh gì? Người ta đã nói chỉ là bạn hữu bình thường, chàng đừng ghen nữa. Chàng xin lỗi Dân Xuyên đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu cây hồng loan. Đợi cứu sống cây rồi nói. Hai người ra đây đi. Bọn ta tình cờ đi qua, không nghe lén đâu. Nói chuyện quan trọng, ta tìm ra cách cứu cây hồng loan rồi. Có điều phải chia hai nhóm hành động. Hai bọn ta cùng nhau, hai người với nhau. Đất tốt nhất với phân bón tốt nhất trên đời này là gì? Ta biết đất tốt nhất. Đất dưới cây thần ảo mộng chắc là đất tốt nhất. Sao chàng biết? Ta nghe nói. Ai nói thế? Ta nghe nói chỗ đó rất khó đến. Mọi người đi kiểu gì? Không sao, ta có cách đi. Vậy phân bón thì sao? Chuyện này thì đơn giản. Chỗ nào nhiều phân thì tới đó. Dạ, đi tìm phân bón. Ai đi tìm đất? Bọn ta đi tìm đất. Rút thăm. Chàng rút đi.
Ta rút trước. Mỗi lần ta đánh bài đều thắng. Tay đỏ. Đây đã. Đó là thuộc hạ nàng nhường thôi. Để ta rút. Phân bón. Lý Phủ. Chạy đứng lại cho ta. Phân bón. Nàng đó. Đi thôi. Chính là nơi này. Ta là một thần tiên phong lưu phóng khoáng của chính tầng trời. Thế mà lại phải cùng nàng trở phân ngửa chỗ này. Chính chàng nói phải dùng cách phạm trần. Nếu chàng dùng tiên thuật, lỡ như không linh nghiệm thì sao? Đây gọi là đồng cam cộng khổ. Sau này đều là kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta. Có hiểu không vậy? Đi, chỗ này. Được rồi đấy. Ngựa đâu? Có lẽ ra ngoài chơi rồi. Không được, đi mau. Ngựa đâu? Chính là hai người đó. Ngựa của ta đâu? Hai người là đồ trộm ngựa. Bọn ta không phải trộm. Không phải. Bắt hai người họ lại cho ta. Đừng chạy. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Chạy mau. Đừng dám phải phóng ngựa. Đứng lại. Đừng chạy. Đâu rồi? Chạy mau. Đừng đuổi nữa. Các ngươi to gan thật đấy. Dám trộm ngựa của ta. Bọn ta không trộm ngựa của ông. Bọn ta trộm phân ngựa thôi. Nếu không phải hai người đi vào thì ngựa của ta cũng không chạy mất. Bọn ta đi tìm ngựa về cho ông là được chứ gì? Cho hai người hai ngày. Không tìm về được, ta sẽ đến nhà môn kiện hai người. Ta biết cô. Được. Cháu thì tuyển người làm giường. Tuyển người làm giường, cứ xem kìa. Đây là gì thế? Không biết. Đi đi. Tuyển người làm giường. Không đi không đi. Ai mà thèm chứ. Này này, làm gì có tay nghề này chứ. Tuyển người làm giường, không đi. Cái gì? Gián cáo thị 3 canh giờ mà không ai tới đăng ký. Có thể nhiệm vụ cứu cái hầm loan quá nặng nề, nên không ai dám nhận công việc này. Người khác tìm được hết rồi, mà đến thợ ta cũng không tìm được. Ta biết để mặt mũi đâu chứ. Có tiền thưởng, ác có kẻ dám làm. Tăng thêm 10 lượng bạc đi. Dạ rõ. Nơi tập trung nhân tài. Quý đệ à, quý đi không? Không đi. Ông ơi, ông đi không? Nghe thấy ta được không? Dạ được chứ. Được thật sao? Được thật mà. Được. Nè nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thiếu một người. Vẫn thiếu một người. Mọi người có ai đi không? Công tử. Công tử thấy tài hạ thế nào? Được. Nhưng mà quý đừng gọi ta là công tử. Ta là đầy tớ thôi. Đầy tớ mà có thể cao quý như huynh.
Huynh đài, tiền đồ của huynh rộng mở đấy. Đâu có, nào nào, giao hàng đi. Đưa đi. Mười người, thập toàn thập mỹ, công ty chắc chắn rất có thể diện. Thơm quá. Há miệng. Đây là gì thế? Nơi này nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Hương hoa này cũng có thể là chất độc chết người. Viên thuốc này có thể bảo vệ nàng không trúng độc của hương hoa. Nguy hiểm thế sao? Sương mù nơi này kỳ dị, sẽ khiến con người nảy sinh ảo giác. Lát nữa cho dù nàng nghe thấy gì, nhìn thấy gì, đều không được tin. Nếu nàng sợ thì ta đưa nàng về. Không, ta không thể để một mình chàng mạo hiểm đâu. Ta không lấy được đất, quyết không ra ngoài. Hình như có người đang khóc. Đi xem. Ca ca tỷ tỷ, cứu đệ với, xem đệ bị thương rồi này. Ca ca tỷ tỷ. Chuyện gì thế này? Sương mù này sẽ nhìn trộm điểm yếu của nàng, rồi dùng điểm yếu của nàng tạo ra ảo giác, khiến nàng ở trong này mãi mãi không thể ra ngoài được. Cẩn thận. Sở Diệp. Tiểu Nhã. Sở Diệp. Sở Diệp cứu ta. Tiểu Nhã. Sở Diệp cứu ta. Sở Diệp cứu ta. Tiểu Nhã. Sở Diệp cứu. Tiểu Nhã, có bị thương không? Nhưng ở đây nguy hiểm quá, ta sợ lắm. Không sao, có ta đi. A Diệp, chúng ta quay về. Quay gì? Chàng xem, ở đó có đường. Ngươi không phải là Tiểu Nhã. Sở Diệp. Sở Diệp. Chàng có nghe thấy ta nói không? Sở Diệp. Đừng. Đừng mà Sở Diệp. Đừng. Đừng mà. Đừng.
Chàng thế nào rồi? Chàng sao rồi? Ta không sao. Sao chàng lại bị thương nặng thế này? Sao chàng lại chảy nhiều máu như vậy? Vừa nãy ta ở bên kia không qua được bên này, ta không có cách nào giúp chàng. Tiểu Nhã, mau rời khỏi hắn, hắn chỉ lão giác thôi. Đừng tin hắn, hắn mới là ảo giác. Tiểu Nhã, nàng đừng bị hắn mê hoặc, nếu không nàng sẽ bị hắn đưa vào ở cảnh tầng khác. Hắn nói ta là ảo giác, hắn làm sao để chứng minh? Ta từng nói ta sẽ không lừa gạt, mẹ nàng cũng từng nói câu này. Tiểu Nhã, ngươi có chứng cứ gì? Có chứng cứ gì chứng minh mẹ ta từng nói câu này? Ta làm bao nhiêu việc gì nào? Tại sao nàng lại không tin ta là thật? Bởi vì sở dịp thật sự, cho dù là những chuyện này gì ta cũng sẽ không nói ra. Tiểu Nhã, đừng nói nhiều lời dối nữa. Tuy ta là ảo giác, nhưng những thứ mà cô thấy đều là thật. Vết thương trên người chàng là bị như vậy sao? Nàng đừng nghĩ linh tinh, chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh đây sao? Nàng còn cứu cái Hồng Loan nữa không? Mau đi đào đất đi. Trải qua quá trình dạy công chăm sóc của ta, đảm bảo mỗi năm tăng trưởng 7 phần, đảm bảo to như dưa hấu. Một năm ta giá trị lên 3 phần, ta rất có bản lĩnh. Ta được rồi, lùi xuống đi, lùi xuống. Ta đã cứu sống 3 cây cổ thụ ngàn năm trong ngựa qua viên, còn có mẫu đơn 100 năm Hoàng Thái Phi cực thích, có bàn tay kỳ diệu của ta. Đó chính là được rồi, xuống đi, mau về đi. Người khoác lác quá, người tiếp theo. Kéo ra ngoài giùm. Mà cút ra đi, đừng giả thần giả quỷ nữa, đi đi. Cút mau. Biểu diễn cho ngài xem một bài thái cực bát quái. Lùi xuống. Khoai tây tai trọng rất tốt, to như thế này. Lùi xuống. Ta biểu diễn cho ngài một khúc. Khúc 6. Ngươi nghĩ rằng cây cũng quên sao? Lùi xuống. Bản quan không tin, lẽ nào nhiều người như thế này mà không có một người tài thực sự sao? Nhưng chuyện này còn một người nữa. Tại hạ Chu Cát Hùng tham kiến đại nhân. Ngươi lại muốn thể hiện tài nghệ gì chứ? Đại nhân thứ tội, tại hạ không có tài nghệ gì, chỉ thích nghiên cứu một số kỹ thuật kỳ môn độn giáp. Theo lý thì cái chết của cây Hồng Loan chính là dấu hiệu của sự hỗn loạn. Nhưng trong thành những phòng thịnh yên ổn, tại hạ nghĩ mãi không hiểu, cho tới khi gặp được đại nhân mới bừng tỉnh ra. Có ra chính người có phúc dày rộng như đại nhân mới chống đỡ được quả loạn ở trong thành này. Sao ngươi biết ta phúc đức dày rộng?
Đại nhân xuất thân danh gia vọng tộc lại chẳng có chút kiêu căng nào, còn tự tiến cử tới vùng đất thị phi này. Tuổi trẻ mà đã có ý chí mạnh mẽ và quyết đoán như thế, đúng là phúc của trăm họ. Chỉ tiếc tâm trí của đám dân ngu muội này thiển cận, không thể hiểu được nỗi khổ tâm của đại nhân. Nhưng ta tin rằng với sự lãnh đạo của đại nhân, bọn họ nhất định sẽ biết quay đầu, biết ơn báo đáp. Người bớt nịnh hót đi, biết không? Tại hạ là một thư sinh, chỉ biết nói lời thật lòng, không thích ai vua nịnh hót. Hơn nữa, hứa đại nhân cũng không phải là người nông cạn. Với mắt nhìn người và sách lược của ngài ấy, sao tại hạ có thể mê hoặc được? Đúng đúng, trong bản quan có giống người nông cạn không? Đại nhân thứ tội, bản quan thấy ngươi giống người tài giỏi thực sự đấy. Đại nhân quá khiên. Tại hạ hèn mọn học ít, không sánh được với đại nhân trời sinh thông tuệ. Nhờ có đại nhân quan tâm, nếu có thể cống hiến sức mọn và với sự lãnh đạo của đại nhân, thì đó là phúc đức mà tại hạ cầu còn không được. Trại ngựa lương câu. Ngựa con đủ hết rồi đó. Được, ta cũng sẽ không để hai người bận rộn phí công. Số phân ngựa này thuộc về hai người hết. Kiên định trọng lượng. Công tử, tiểu nhân có chuyện muốn nói với người. A Hỷ huynh đệ, sao huynh lại đây? Chu Cát tiên sinh vì nghĩ cách cứu cây hồng loan mà cả đêm không ngủ, sáng sớm tinh mơ đã chạy tới tìm ta bàn bạc kế sách. Ngươi xem lại bản thân mình đi. Tiểu nhân, đại nhân vất vả vì dân dốc hết tâm huyết, tại hạ nào dám yên giấc, càng phải noi theo đại nhân, dũng cảm tiến về phía trước. Vừa nhìn đã biết là đất tốt rồi. Lấy ở đâu ra vậy? Ở nơi rất xa, phải đi cả ngày lẫn đêm mới mang về đó. Dương Xuyên, thở đâu? Tìm được chưa? Chính là vị Chu Cát tiên sinh này. Bây giờ chỉ còn thiếu phân bón thôi. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi đi. Tới rồi. Mệt chết mất. Na tỉnh à, cô với đứa công tử xuống chân núi trong cơ, đừng để người không liên quan xâm vào nữa. Ta mệt quá, bảo người khác đi đi. Cô mau đi đi. Tiên sinh, sao thế? Tại hạ có thể chữa cho cái hồng loan này, nhưng cần phải chuẩn bị vài thứ. Hai ngày sau chọn giờ lành rồi chữa trị cho cây. Được, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh. Nếu người kia cứu được cái hồng loan thì người độc thân chúng ta đều không dễ sống, chỉ có thể khiến hắn không cứu được. Hình như Chu Cát tiên sinh kia rất tài giỏi. Ta thấy hơi kỳ lạ. Là chỗ nào? Khó nói. Chuyện cái hồng loan lớn như thế, không có bản lĩnh chắc không dám nhận. Ta cảm thấy... Nào nào, kỳ lạ. Bọn họ không tìm ta, ta trốn gì chứ? Chắc chắn bọn họ nghĩ rằng Sở Diệp ở trong nhà lao. Nếu bây giờ bọn họ thấy, không biết chừng sẽ làm loạn nữa. Chuyện này đơn giản, không để họ thấy là được. Sao đám người này vẫn chưa đi? Đệ nhất mây mối và Hồng Loan Đại có quan hệ thân thiết, cho dù Sở Diệp bị bắt vào đại lao thì bọn họ cũng không yên tâm đâu.
Sợ Dân Xuyên vì tình riêng để thả chàng ấy ra. Như vậy cũng không thể để Sở Diệp ở trong nhà lao mãi được. Lần này quận công ra mặt chỉ bất bình chuyện con gái ông ấy, chắc chắn sẽ theo dõi sát sao để giết mai mối. Chúng ta không thể tự chuốc phiền phức. Nàng có ý gì gian manh nào? Có rồi. Ta thấy mắt trái chưa được hoàn hảo. Ta thấy mắt phải chưa được hoàn hảo. Ta thấy môi có thể dày hơn một chút. Môi có thể đánh trắng hơn một chút. Ta có thể biến thành một người khác. Không được. Chàng biến thành người khác thì không phải là chàng nữa. Ta nhìn không quen. Cái này là ổn. Đúng vậy. Ở phòng trần đừng dùng tiên thuật bừa bãi. Lỡ như gây ra phiền phức thì nguy mất. Như thế thì nguy. Hơn nữa quên luôn giao thiệp với người phàm. Dùng tiên thuật bừa bãi chẳng qua là bắt nạt người ta, chẳng phải là bắt nạt quá sao? Hai người có ý đúng không? Không có. Bọn ta đều gì để nhức mây mối. Gì để nhức mây mối mà. Tiếp tục đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.